Quý vị và các bạn thân mến, Thu Quyên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin tổng hợp của kênh tin tức Seven News. Ngay sau đây là những tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Chán trộm xe, đào tặc chuyển qua hút bình xăng. Camera an ninh trước nhà một người dân đã quay lại toàn bộ cảnh tượng một nam thanh niên cầm bình nhựa đi đến trước sân vào lúc 3 giờ 47 phút sáng để hút xăng trong ba chiếc xe máy đang đậu ngoài trời. Cư dân mạng tò mò vì sao tên trộm này không trộm xe mà lại tìm đường hút xăng trong các xe, trong khi hắn ta có đủ thời gian để lấy đi cả chiếc xe. Trong đoạn video cho thấy tên trộm chỉ hành động một mình, Hắn ta hút xong bình xăng bên bìa phải rồi đổi sang tháo ống hút xăng trong chiếc xe đang đậu bên trái. Cuối cùng tên đạo tặc chuyển sang lấy hết xăng trong chiếc xe cuối cùng. Vì hai xe đậu sát nhau nên ở lần cuối này tên trộm coi chút vất vả. Tuy nhiên, thành quả của tên trộm vẫn thu được hơn nửa bình nhựa 5 lít. Sau khi hút hết xăng của ba chiếc xe máy, gã thanh niên rời đi. Bên dưới phần bình luận, đa số đều là lời chỉ trích nam thanh niên sức dài vai rộng nhưng lại chọn con đường trộm cắp lại còn là trộm vặt. Một vài bình luận đáng chú ý từ cư dân mạng. Xăng mà cũng trộm, nói xui lỡ làm gì bán lửa là tiêu luôn. Nhục nhã ghê, trộm như vậy được mấy đồng lại còn mất thời gian, lỡ bị bắt thì đúng là còn cái nghiệp. Gia chủ có niềm tin với xã hội ghê, nửa đêm mà vẫn đậu ba chiếc xe ngoài đường luôn. Nghiện game đổi thường, giả danh nhân viên ngân hàng lừa chiếm 8 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này vừa phát hiện làm rõ hành vi giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn, hỗ trợ, làm thủ tục hồ sơ vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của đối tượng Hoàng Thanh Hùng, sinh năm 1992, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điều tra cho thấy tháng 5 năm 2023, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, lại thấy biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của ngân hàng quân đội MB Bank. Anh P, sinh năm 1983, đã liên lạc với số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn hỗ trợ vay tiền. Nhận cuộc gọi từ anh P là một người tự xưng tên Hưng, giới thiệu là nhân viên ngân hàng MB Bank. Sau một vài lần liên lạc qua điện thoại, đối tượng đã trực tiếp đến nhà gặp anh P để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Hy vọng sẽ vay được một số tiền lớn từ ngân hàng anh P đã huy động toàn bộ số tiền của bản thân, vay mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho nhân viên tư vấn. Chưa đầy 5 tháng, số tiền anh P chuyển cho đối tượng đã lên đến con số hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, không thấy nhân viên hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết. Nghi mình bị lừa, anh P đã đến cơ quan công an trình báo bằng các biện pháp nghiệp vụ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Hoàng Thanh Hùng, sinh năm 1992, trú tại tổ Ninh Hương, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do không có công việc ổn định và nghiện chơi game bài đổi thường, Hùng lại sinh ý định đi lừa đảo. Giá xăng đối diện một đợt tăng sốc có thể đắt thêm 1.200 đồng trên lít. Ngày 21 tháng 9 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Hiện giá dầu Brent đã lên mốc 94 đô la Mỹ trên thùng, còn giá dầu WTI ở mốc 92 đô la Mỹ trên thùng. Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết, do giá dầu thế giới có xu hướng tăng cao, nên giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng theo. Trong kỳ điều hành ngày mai, giá xăng trong nước có thể tăng từ 800 đến 1.200 đồng trên lít tùy loại. Giá dầu có khả năng tăng 800 đến 900 đồng trên lít. Còn nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn, giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể tăng ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác, giá dầu trong nước vào ngày mai sẽ tăng sau phiên giữ nguyên giá vào ngày 11 tháng 9. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 26 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Tường Vi, rồi thầy biết rồi. Tường Vi ăn vụn trong lớp, bánh trong cặp đúng không? Ăn vụn bánh snack trong giờ học, cô bé bị thầy giáo bắt quả tang và cay kết. Theo đó, vào một ngày đi học bình thường, cô bé có thủ sẵn trong cặp một gói snack để nhâm nhi vào giờ ra chơi. Thế nhưng ngoái âm thay, còn chưa ra chơi thì chiếc bụng đói đã đánh trống liên hồi, làm em không thể nào kiềm chế được mà lén lút mở gói snack đánh chén cho bỏ cơn thèm thuồng trong cái rủi lại có cái xui, hành động của em vô tình lọt vào mắt xanh của thầy giáo ngay sau đó thầy đã tới nơi bắt tận tay dây tận mặt khiến con bé sợ khiếp hồn mặt cắt không ra giọt máu thế nhưng cách xử lý sau đó của người thầy khiến cả lớp phải cười như điên vì không ai lường trước được cái kết bẻ lái không ai ngờ của người thầy genji khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú đồng thời cũng nhận ra rằng đây là chiêu trò mà thầy dùng để được ăn miếng bánh snack của em bé sau đây là một vài bình luận hài hước được cư dân mạng để lại. Em bé nói chuyện dễ thương quá, thầy cũng đáng yêu luôn. Lần sau cả lớp đem bánh vô ăn vụng là thầy được ăn buffet miễn phí, khi bạn quá thèm nhưng nhớ tới cương vị của mình nên phải dùng chiêu trò thôi. Cảnh sát đột kích xưởng bào chế cỏ Mỹ giữa lòng Nha Trang. Tối ngày 19 tháng 9, lãnh đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang cho hay vẫn đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ xưởng bào chế cỏ Mỹ tại thành phố này. Trước đó, vào chiều tối ngày 15 tháng 9, hàng chục cán bộ, điều tra viên, trinh sát chống tội phạm ma túy công an thành phố Nha Trang đã đột kích xưởng bào chế cỏ Mỹ trên đường Phan Vinh, Nha Trang. Tại đây, lực lượng công an khống chế tạm giữ Đỗ Ngọc Tùng, 20 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Tùng là người đứng ra thuê căn nhà nêu trên và biến nơi này thành địa điểm bào chế cỏ Mỹ cung cấp nhiều nơi. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tùng khai đặt mua các loại hóa chất cùng với lá thảo mộc từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang, sau đó bào chế thành cỏ Mỹ. Hoạt động bào chế chất cấm của nghi phạm được sự trợ giúp của một số người chưa rõ danh tính. Mỗi kg cỏ Mỹ được gửi bán cho khách hàng có giá từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Ngay tại tầng trệt của căn nhà, các thiết bị, máy móc cùng nguyên vật liệu như lá cây khô được thái nhỏ, nhiều loại hóa chất, bốc mùi nồng nặc. Theo Trung tá Nguyễn Quốc Phong, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang, đơn vị đã thu giữ được 692,18 kg thảo mộc, trong đó có 272,68 kg cỏ Mỹ đã được bào chế thành phẩm tại xưởng bào chế của Đỗ Ngọc Tùng. Công an cũng thu giữ tại đây 230 lọ nhựa, 2 canh nhựa, loại 20 lít trên một canh, chứa hóa chất, hai mặt nạ, máy trộn bê tông dùng để bào chế ma túy. Người dân thành phố Hồ Chí Minh dùng xô tát nước ra khỏi nhà sau cơn mưa lớn. Chiều ngày 19 tháng 9, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ khiến một số tuyến đường ở quận 8, huyện Bình Chánh ngập sâu. Người dân bị bẩm trên đường ngập để về nhà trong giờ tan tầm ghi nhận tại đường ủ cây, quận 8, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà, người dân phải dùng xô để tát nước. Mưa lớn làm nước tràn vào nhà, gia đình tôi phải tát nước liên tục để tránh hỏng đồ đạc trong gia đình. Chị Bùi Anh Thư, 40 tuổi nói, khu vực chợ Sớm Củi quận 8 cũng ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài. Ông Từ Mai Phong, tiểu thương ở chợ Sớm Củi, dùng cây sắt để móc rác từ miệng cống. Ở đây cứ mưa là ngập, một phần do người dân xả rác xuống miệng cống khiến nước không thoát kịp, ông Phong chia sẻ. Mưa lớn gây ngập ngay sau khu vực cầu Rạch Cát, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Một số con hẻm ở khu vực bến Bình Đông, bến Phú Định, đường Lương Văn Can cũng mênh mông nước. Bà Hoa, 42 tuổi, sống trong hẻm 170 trên 2, đường Mễ Cốc, quận 8 chia sẻ, nhiều năm qua khu vực này ngập liên tục, tuy có cống thoát nước nhưng nước rút chậm. Nước vào hết trong nhà, tôi phải kê các vật dụng gia đình lên cao để không bị hư hỏng. Ngoài ra mưa còn gây ngập trên đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, nhiều phương tiện chết máy phải giác bộ. Tài xế của Ủy ban nhân dân huyện dính nồng độ cồn khi lái xe công vào ngày nghỉ. Chiều ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, Lê Ngọc Bảo xác nhận là xe của đơn vị này vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong người có nồng độ cồn. Danh tính người vi phạm được xác định là ông Hát, sinh năm 1969, trú thị trấn Trịa, Quảng Điền. Được biết, ông Hát thuộc biên chế quản lý của văn phòng Ủy ban nhân dân huyện này và làm nhiệm vụ lái xe cho đơn vị. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, sự việc xảy ra vào ngày thứ Bảy, 16 tháng 9, ông Hát sử dụng xe biển danh của cơ quan đi công việc riêng và bị kiểm tra xử phạt. Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã giao văn phòng Ủy ban xác minh và báo cáo lãnh đạo để có biện pháp xử lý, ông Bảo cho biết. Trước đó vào thứ Bảy ngày 16 tháng 9, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác số 5 của Bộ Công an, phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện kiểm tra các phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A đi qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 10 trường hợp điều khiển xe mô tô, 3 trường hợp điều khiển ô tô. Đặc biệt, trong số 3 người điều khiển xe ô tô vi phạm, có trường hợp tài xế H điều khiển xe ô tô biển xanh thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền. Vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,157mg trên lít khí thử. Lái đò sát hại hành khách rồi thay đổi họ tên lẫn trốn 31 năm lái đò Bùi Huy Thắng, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại tổ 19, khu 4, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, vừa bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ sau 31 năm trốn truy nã về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, năm 1992, Bùi Huy Thắng, khi đó 18 tuổi, làm nghề chèo đò chở khách tại khu vực bến tàu chợ Hạ Long. Chiều 13 tháng 7, có 3 người đàn ông tìm đò để đi về tàu đang neo đậu trong vùng Vịnh Hạ Long. Khi thấy đò của thắng, ba hành khách đã hỏi thuê. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong quá trình thỏa thuận giá dịch vụ chèo đò giữa thắng và ba người khách đã xảy ra cự cãi và dẫn đến xô xát. Trong quá trình bỏ chạy, thắng lượm được con dao của một quán bán thịt ven đường. Lập tức, thắng đã dùng dao đâm vào vùng bụng của người đàn ông đuổi theo ngay phía sau. hậu quả nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, thắng trốn vào đắk lắc, thay tên đổi họ, sinh sống từ đó đến nay. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Bùi Huy Thắng đang lẫn trốn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Do đó, ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức truy bắt đối tượng. Hiện đối tượng đã bị di lý về Quảng Ninh để tạm giam. Vụ án đang tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật. Liên tiếp tông công an rồi bỏ chạy, hai bị cáo lãnh án hơn 17 năm tù. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với hai bị cáo về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, vào khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2022, Lê Thành Quang, 43 tuổi, thuê xe mô tô của người khác và không gắn biển số chở Đặng Văn Thành, 19 tuổi, cùng ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đi tìm tài sản để chiếm đoạt. Khi thấy lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, cả hai không chấp hành mà tông mạnh vào xe đặc chủng của tổ tuần tra, gây hư hỏng nặng. Thành chở Quang tiếp tục bỏ chạy đến địa phận xã Hòa Thành, tiếp tục tông vào công an xã Nguyễn Long Hải và Nguyễn Quốc Ngọc khi ra tín hiệu dừng xe. Hậu quả làm anh Hải gãy chân trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể 32%. Lúc này, hai đối tượng ngã xe bị lực lượng công an bắt giữ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thành Quang 11 năm tù. Đặng Văn Thành 6 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Buộc hai bị cáo bồi thường cho bị hại Nguyễn Long Hải số tiền 62 triệu 600 nghìn đồng. Công an tỉnh Đồng Tháp số tiền trên 14 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn xử lý 100% chung cư mini vi phạm phòng cháy chữa cháy. Ngày 19 tháng 9, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã ký ban hành kế hoạch khẩn về tổ chức tổng rà soát kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn. Theo bản kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các cơ sở vi phạm phải bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đúng quy định, kiên quyết không để những nơi vi phạm hoặc có nguy cơ cháy nổ cao tiếp tục hoạt động. Từ thời điểm ban hành kế hoạch đến trước ngày 30 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra tất cả cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã tại mỗi cấp, đại diện lãnh đạo chính quyền sẽ làm trưởng đoàn. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát các điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với từng cơ sở. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động xây dựng, cải tạo nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, nhỏ tập thể, chung cư cũ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và chất lượng công trình, sự phù hợp trong việc đăng ký kinh doanh hoạt động nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê. Xe tải ngay ngang trong dự cấm ở thành phố Hồ Chí Minh, công an vào cuộc xác minh. Ngày 19 tháng 9, đại diện công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã đến cơ quan báo chí để trao đổi thông tin xác minh liên quan đến phản ánh qua loạt bài điều tra xe tải ngay ngang trong dự cấm ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, sau khi báo chí đăng tải loạt bài điều tra nói trên, phòng cảnh sát giao thông PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đội liên quan và công an các quận 11, Tân Phú, Bình Tân báo cáo sự việc phòng PC08 cũng đã đến báo chí làm việc, đề nghị báo cung cấp danh sách biển số xe tải vi phạm chạy trong giờ cấm, đỗ trên đường cấm để tiến hành xác minh xử lý. Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 14 tháng 9, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp để giải quyết kiến nghị bất cập tổ chức giao thông trên địa bàn quận 11 xung quanh khu vực chợ Hoa Đầm Sen mà báo chí phản ánh. Tại cuộc họp, đại diện công an quận 11 đề xuất thay đổi biển cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Phú từ 6 đến 22 giờ thay cho biển cấm xe tải trên 5 tấn 24 trên 24 giờ như hiện nay. Trên đường Tống Văn Trân cũng thay đổi biển cấm xe tải xe khách dừng đỗ 24 trên 24 giờ bằng biển cấm dừng đỗ từ 6 giờ đến 22 giờ những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mến chào và hẹn gặp lại